Khải Sam và bố của Khải sẽ đi mua laptop các bạn nhé. Thì bây giờ đã đến nơi rồi, bây giờ Khải và bố của Khải sẽ vào để kiểm tra máy tính. Rồi các bạn ơi, bây giờ Khải sẽ cho Sam và Sơ vào trong nhé các bạn. Rồi. Thank you.
Hello everyone. Yeah. Oh, yeah.